Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến một cái bài tập là tính tổng S bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm đến nhau đến N. Đấy. Thì làm sao để làm những cái bài tập này ở trong cái C này. Đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Đấy. Và để làm cái bài tập này thì các bạn cần phải khai báo cái thư viện cho nó. Mình sẽ khai báo một cái thư viện studio.h. Đấy. Sau đó là thư viện conio.h. Rồi, sau khi khai báo thì mình sẽ khai báo một cái hàm main cho nó. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ khai báo cái biến n đấy. Tức là mình phải nhập vào cái số n đấy. Rồi, mình sẽ in ra màn hình cái câu lệnh yêu cầu nhập vào đấy. Hãy nhập vào số n. Rồi. Sau đó mình sẽ dùng câu lệnh scanf. Để nhập cái số n này vào máy tính nhé. Đây mình ở đây vì cái khi lúc nãy mình khai báo n là kiểu integer nên đây sẽ là phần trăm d và đây sẽ là toán tự và n là toán tự con trỏ đấy. Rồi tiếp theo sẽ là mình sẽ khai báo một cái biến tổng bằng không. Mình khởi tạo cái giá trị ban đầu cho nó bằng không luôn ạ. Đấy. Và sau đó mình sử dụng một cái vòng lặp for. Đấy. Ở đây thì mình sẽ khai báo cái biến chạy là y bằng 0, mình khởi tạo cho nó bằng 0 luôn ạ. Và sau đó mình biểu thức so sánh sẽ là y bé hơn hoặc bằng n. Và sau đó sẽ thực hiện y cộng cộng. Ở đây thì sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái phép tổng bằng tổng cộng số y. Rồi. Và sau đó sẽ in ra màn hình cái kết quả. Tổng cần tìm đấy ạ. Là đây mình sẽ đặt là phần trăm d. Vì tổng của số tự nhiên sẽ là một số tự nhiên đúng không ạ? Đấy. Vậy đây sẽ là và tổng và tổng đúng không ạ? Rồi. Ở đây các bạn có thể thấy một cái dấu đỏ này đây không ạ? Đấy. Khi click vào thì nó báo expected chấm phẩy đấy. Tức là nó báo là phải nó thiếu một cái dấu chấm phẩy. Ở đây thì trong cái câu lệnh for này thì đây sẽ là một cái dấu chấm phẩy. Các bạn lưu ý nhá. Rồi, mình sẽ in ra cái tổng này và get ch đấy để dừng cái màn hình lại cho mình xem cái kết quả đấy. Rồi. Đấy. Thì mình sẽ giải thích về câu lệnh for này ạ. Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ khởi tạo cái giá trị biến chạy cho nó là bằng 0. Và sau đó so sánh cái biến chạy y này với cái số n mình vừa nhập vào ở trên đấy. Nếu như mà cái số y đấy, biến chạy y đấy nó bé hơn n thì nó sẽ thực hiện tính tổng bằng tổng cộng y đấy. Và sau đó nó sẽ tiếp tục tăng y lên một đơn vị đấy, tăng y lên một đơn vị và tiếp tục so sánh với n này. Đấy. Và tiếp tục tính tổng bằng tổng cộng y. Đấy. Thì tổng lúc này sẽ là bằng tổng 1, tức là cái tổng mình vừa tính xong ấy. Đấy, cộng với y. Đấy. Ví dụ như này. 3. Các bạn nhập vào số n là bằng 3 đúng không ạ? Thì tổng của nó sẽ là 1 cộng 2 cộng 3 đúng không ạ? Đấy. Thì với điều kiện ban đầu này, với y bằng 0 đúng không ạ?
y bằng 0 thì tổng của nó sẽ bằng 0 đúng không ạ? Đấy, với y bằng 1, y bằng 1 thì nó sẽ bằng tổng lúc này sẽ bằng tổng cộng số 1 đúng không ạ? Đấy, vì bởi vì nó so sánh với cái số n này này. Bây giờ y nó bằng 1 đúng không ạ? Y bé bằng 1 thì nó rõ ràng nó bé hơn 3 đúng không ạ? Bé hơn 3 thì nó sẽ tính tổng. Tổng sẽ bằng tổng tổng lúc trước mình tính tổng tại 0 đấy. Đấy, tổng tại 0 là bằng 0 đúng không ạ? Cộng cho y đúng không? Y lúc này bằng 1 đúng không ạ? Thì tổng của nó sẽ bằng 1 đó. Đấy. Và sau đó nó tiếp tục tăng y lên rồi sau đó nó sẽ tính cái biểu thức điều kiện này. Nếu nếu mà đúng đúng thì nó sẽ tiếp tục tính cái tổng này và nó tính cho đến lúc nào mà cái y này á nó lớn hơn n thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ in ra cái dòng này. Tổng cần tìm là phần trăm d và tổng đấy. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem đúng không ạ? Ví dụ mình nhập n bằng 3 đúng không ạ? N bằng 3 thì tổng của nó sẽ là 1 cộng 2 bằng 3 tức bằng 6 đúng không ạ? Đấy, mình thử nhập bằng 6 cho bằng 3 cho các bạn xem đấy. Rồi. Mình sẽ zoom lại cho các bạn xem. Đấy. Nhập vào số n bằng 3 đúng không ạ? Thì tổng cần tìm sẽ là 6 đúng không ạ? Đấy. Rồi. Thế ví dụ bây giờ các bạn nhập số âm thì sao? Đấy. Mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn xem. Nếu như các bạn nhập số âm. Đấy thì nó sẽ ra kết quả là 0 đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ và để giải quyết cái vấn đề khi các bạn nhập nhầm cái số tự nhiên n đấy, ví dụ các bạn nhập số âm 4 hoặc âm bao nhiêu đấy, tức là số bén 0 thì nó sẽ báo là các bạn sẽ đã nhập sai. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Đấy. Đây mình sẽ sau cái câu lệnh này. If này. If n này. Đây sẽ là một cái biểu thức điều kiện n mà bé hơn 0. Bé nó bằng 0 đấy ạ. Bé nó bằng ạ. Đúng không? Thì các bạn thực hiện cái câu lệnh print ra màn hình ạ. Các bạn đã nhập sai. Đấy. Và L. Còn nếu các bạn nhập đúng thì nhờ thì sẽ thực hiện những cái câu lệnh sau này đấy ạ. Trong L này thì mình sẽ đặt một cái dấu móc, thực hiện một cái khối lệnh ạ. Xóa cái này đi. Đây. Rồi. Còn không, nếu các bạn cái biểu thức nếu như n mà lớn bé hơn 0 mà đúng thì sẽ thực hiện những cái câu lệnh sau này. Đấy. Rồi các mình sẽ chạy cho các bạn xem nhé. Rồi ở đây mình ví dụ mình sẽ nhập âm mấy 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 đó, tức là số âm đấy. Đấy các bạn nó đã hiện lên các câu lệnh các bạn đã nhập sai. Ở đây thì các bạn có thể thấy nó hiện thị lên một cái nó tắt ngay đúng không ạ? Đấy thì để giải quyết cái chuyện đó thì mình sẽ thực hiện một cái thao tác sau đây ạ. Các bạn thực hiện cái thao tác như này ạ. Ở đây thì các bạn thêm một cái câu lệnh get vào ạ. Thì nó sẽ dừng cái màn hình lại để cho các bạn xem kết quả. Ở đây thì mình sẽ đặt cho nó trong một cái khối lệnh. Đấy. Để như ấn này cho nó dễ nhìn. Rồi. Rồi. Mình sẽ chạy cho các bạn xem cái kết quả. Rồi. Mình để mình zoom cái. 1, 6, 10. Nó cũng hơi to lắm. Rồi. Đây, đây toàn bộ cái bộ cột của nó. Mình sẽ chạy cái đoạn chương trình này cho các bạn xem ạ. Đây, ví dụ mình nhập là âm 1 đấy ạ. Thì nó sẽ in ra kết quả là các bạn đã nhập sai đúng không ạ? Đấy. Như vậy, bây giờ mình thử nhập với một cái số dương khác là 4 đi. Đấy, thì nó sẽ đưa ra cái tổng cần tìm là 10 đúng không ạ? 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 đúng không ạ? 10 đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là một cái bài toán tính tổng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Tổng của cái một cái đấy. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.